quan điểm của Vinzy về chuyện hôn nhân như thế nào nhỉ? Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó luôn á. Nếu như mà bây giờ đặt câu hỏi thì bạn nghĩ tới đi. Quan niệm của mình về hôn nhân. Có một cái câu nói khá là hay là bad boys not good, good boys not fun. Chắc là bạn đã nghe câu này rồi, thì quan điểm của bạn về chuyện này như thế nào? Mình cũng không biết. Ví dụ như nếu mà bản thân mình không thể nói cho ai hết, mình có thể nói cho kinh nghiệm của mình. Mình nghĩ nó cũng tùy người. Nếu mà ví dụ như một người họ muốn có cảm giác an toàn thì họ không không nên chọn những cái người mà vô tâm, những cái người mà không 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 có xem tình yêu như là một cái gì đó thiêng liêng. Còn những người mà họ thích mạo hiểm, họ thích những cái cảm giác lạ hoặc là mạo hiểm hoặc là thử thách cái cảm xúc của mình đó, thì họ có thể chọn những cái người như vậy. Đối với mình thì mình cảm thấy lúc nào mình cảm thấy mình thích một cái gì đó nó thử thách một tí. Bản thân mình thì mình cảm thấy nó mâu thuẫn lắm, tại vì mình thích những người con gái dịu dàng và mình cũng thích những người con gái kiểu hơi nghịch nghịch một tí, nên cũng tùy tùy người. Nhưng mà nếu mà phải tư vấn cho một cô gái là nên chọn bad boy hay good boy để cho cái đời sống họ vừa vừa thú vị mà vừa được che chở an toàn thì Vinzy sẽ nói gì nhỉ? Mình không thể khuyên một người con trai được, đừng nói đến khuyên một người phụ nữ, tại vì họ lúc nào cũng là cái gì đó nó bí hiểm lắm, mình không thể nào mà mình hiểu được. Đồng thời bạn là một người đàn ông, một người con trai, chắc chắn là bạn sẽ hiểu đàn ông rất hiểu nhau. Cho nên mới hỏi Vinzy là nếu mà một cô gái ta hỏi Vinzy là anh Vinzy ơi, bây giờ em phân vân giữa một cái người bad boy mà người ta rất là vui, rất là thú vị với một người good boy mà người ta rất là nhàm chán, thì em chọn hai bây giờ, thì bạn sẽ nói sao nhỉ? Mình sẽ nói là nếu em thích vui thì có thể chọn một bad boy. Nếu mà muốn thích trải nghiệm và những cái cảm xúc của mình, nếu mà chọn thì nên chọn một người nào đó fun. Còn nếu mà em muốn một cái gì đó nó yên bình, nó an toàn thì nên chọn một người tốt, một người mà yêu thương em. Mình nghĩ là như vậy nha. Vậy thì một bad boy người ta sẽ thích, bình thường người ta sẽ thích gái ngoan hay là gái hư ta? Mình không biết. Theo quan điểm của Vinzy thì nếu một người con trai cá tính và thức thời thì người ta sẽ thích một người con gái kiểu dịu dàng trầm lặng, một người nội trợ của gia đình, hay là một người con gái ra đường và quan hệ xã hội? Mình thật sự không biết, tại vì mình có những người bạn họ rất là nghịch, họ rất là quậy, nhưng mà người con gái bên cạnh họ lại rất là dịu dàng. Mình cũng có những người bạn rất là hiền, rất là giỏi, rất là lo cho gia đình, nhưng mà những người con gái bên cạnh họ rất là nghịch. Nhưng maybe là người ta tìm cái sự trái dấu. Có thể như vậy. Mình cũng không thể định nghĩa nó được nha. Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của Vinzy là như thế nào? Trước đây và thời điểm này. Tại vì em Ly được biết là cái quãng đường, cái chặng đường một người đàn ông phát triển thì nó sẽ chia ra nhiều giai đoạn khác nhau khi chúng ta teenager hoặc là khi chúng ta trưởng thành. Thì muốn hỏi Vinzy, trước đây cái hình mẫu lý tưởng trong trong đầu bạn người người phụ nữ như thế nào và thời điểm tại? Từ trước đến giờ lúc nào mình cũng thích người con gái dịu dàng hết. Lúc nào cái đó cũng là cái điểm thu hút mình nhiều nhất. Lúc mình còn trẻ thì mình thích những cô gái kiểu rất là nghịch, rất là quậy. Nhưng mà dần dần mình cảm thấy khi mà mình trải qua nhiều cái mối quan hệ, mình chỉ cần người nào mà họ hiểu, họ nhìn thấy mọi việc và họ hiểu cái gì đang xảy ra. Mình chỉ cần một người hiểu thôi, mình chỉ cần hiểu những cái việc xung quanh thôi, không cần phải là hiểu hiểu mình đâu, chỉ cần hiểu những cái việc xung quanh, hiểu những cái gì đang xảy ra và một người mình có thể chia sẻ được, mình có thể nói được tất cả mọi thứ với họ. Nếu mà tìm được người như vậy là may mắn. Đã có nghĩa là thời điểm không có tiêu chuẩn nào hết. Là Vinzy sẽ thích một người con gái dịu dàng. Lúc nào mình cũng thích một người dịu dàng hết. Nhưng mà có bao giờ mà trong cái suốt quá trình vừa qua là mình bị tổ trát trong tiếng Việt người ta có gọi là, bởi vì mình thích cái này nhưng mà trời trai cho mình cái khác. Thì bao giờ bạn bị chưa? Bị rồi đúng không? Đúng rồi, đó là lời nguyền mà. Thực sự mình lúc nào mình cũng thích người con gái dịu dàng, nhưng mà đôi khi mình lại lỡ yêu những người con gái không có dịu dàng tí nào hết, nhưng mà mình lại rất là, mình lại rất có cảm xúc nhiều với họ. Thì lúc đó mình tính sao nè?
thì lúc đó mình kiểu như là mình cố để mình cân bằng mọi thứ lại thôi, tại vì mình biết được là không có ai hoàn hảo hết. Ok, người con gái này có thể họ không có cái điểm mà mình thích nhất, nhưng mà tất cả những điểm khác mình đều thích hết. Nhưng mà đến cuối cùng nó cũng không có được trọn vẹn. Yeah. Có nghĩa là mình cũng đã cố gắng dung hòa rồi, yeah, nhưng mà cuối cùng nó không được, đúng không? Cho nên là chắc là kinh nghiệm là mình cũng đừng nên nói là mình thích cái gì, mình phải nên nói ngược lại để trời trao cho mình cái ngược lại, đúng không Đạt? Yeah, hay. Vậy thì cái quan điểm của Binzy về chuyện hôn nhân như thế nào nhỉ? Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó luôn á. Nếu như mà bây giờ đặt câu hỏi thì bạn nghĩ tới đi. Quan niệm của mình về hôn nhân. Tại vì tất cả mọi người lớn lên đều phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái, cho nên là Ellie nghĩ là thời điểm này Binzy cũng nên nghĩ tới đi. Và nếu đây là lần đầu tiên Binzy nghĩ tới thì có thể chia sẻ với khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì không? Nếu mà nói thật luôn thì mình không có nghĩ nó cần thiết. Mình nghĩ nó không cần thiết. Mình rất là xem trọng tình yêu. Tình yêu nó là mọi thứ đối với mình luôn, nhưng mà hôn nhân thì mình không nghĩ nó quan trọng đến mức như vậy. Nếu như mà bạn nói là tình yêu là tất cả mọi thứ đối với bạn thì em luôn được biết là trong cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ chia cái mức độ quan trọng, giống như là tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, gia đình. Binzy cũng biết chuyện đó đúng không? Yeah. Và với Binzy là tình yêu, yes, đặt đầu tiên. Yes. Là một người xem trọng tình yêu rất xem trọng, nhưng lại nghĩ hôn nhân không phải là cái điều tiên quyết. Nếu mà nó nằm trong một cái list thì chắc chắn nó là điều cuối cùng, bất kể cái list đó, tất cả những cái gì hôn nhân trong là list cuối đó cùng. Lúc nào nó cũng sẽ là cuối cùng chắc chắn. Yeah. Tại nếu sao, nếu mà tâm sự thật như vậy. Tại sao là mình lại có cái suy nghĩ đó? Tại vì theo Binzy chia sẻ là Binzy vẫn còn rất là trong tâm khảm của Binzy, sâu trong lòng Binzy rất là thuần á, mà Binzy lại có cái suy nghĩ đó là tại sao nhỉ? Có thể là những câu chuyện mà mình nhìn thấy, những gì mình trải qua ở trong gia đình, hoặc là những gì mình thấy được làm cho mình không tin có tin vào hôn nhân. Mình rất là tin vào tình yêu mà mình không tin vào hôn nhân. Mình không nghĩ nó cần thiết luôn. Mình nghĩ nó không cần thiết. Yeah. Không biết lý do vì sao nữa. Yeah. Nhưng mà cái điều đó là mới nhen nhóm trong suy nghĩ của bạn thời gian gần đây hay là không? Nó từ rất nó dài. Yeah, nó, mình chưa bao giờ mình nghĩ đến hôn nhân hết. Chưa bao giờ nghĩ đến nó là nếu như mà bạn yêu một cô gái mà cô ấy nói là anh ơi, thời điểm này chúng ta đã quen nhau rất là nhiều năm rồi, mình phải đi tới một cái kết quả nào đi chứ, thì Binzy sẽ trả lời sao với cổ? Thì mình sẽ kết hôn với cô gái, nhưng mà đó là vì tình yêu chứ không có. Ellie có hiểu ý mình không? Hơi hiểu, có nghĩa là bạn sẽ kết hôn với cô gái đó. Yes. Nhưng mà sâu trong lòng bạn không nghĩ đây là một cái kết quả duy nhất của một cái mối tình, nhất định phải đi tới cái happy ending. Ví dụ như nếu mà cô gái mà mình rất là yêu thương mà họ cần điều đó thì mình sẽ làm điều đó. Có nghĩa là bạn sẽ đáp ứng cho cô gái. Yes. Mặc dù bạn không nghĩ nó là cái chìa khóa cứu cánh cho mình một cái mối hệ. Mình không nghĩ như vậy. Yeah.